Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có đó là hành động tan nát trái tim 100% nhận được từ vòng quay thất tình. Và ngày nào trí thật may Valentine hôm nay ra quả vòng quay thất tình. Đấy, thì cái vòng quay này nó sẽ có hành động vỡ tim. Hành động này chúng ta cũng đã mình đã review cho anh em xem rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay mình sẽ review xem là giá cả nó bao nhiêu. Đấy, anh ngày nào đã thất tình thì còn mất tiền thì thiệt toang. Nên em mấy hành động này là phải bên Anna phải khảo sát theo kiểu là ông nào mà chưa có người yêu tặng free. Đấy, hợp lý không anh em? Đấy, đùa vậy thôi chứ còn làm gì có cái gì free. Và free nói chung là những thứ miễn phí thì chỉ có nước mưa và này nọ lọ chai thôi. Đấy, còn lấy đâu ra mà đòi có gọi là đồ free. Đấy, ui xùi nào, ui xùi cái gì đây, mảnh ma thuật à? Quy bắp thật sự tầm này ai cần nữa. Đấy, ui xùi cái gì đây, ảnh lễ tình yêu vãi trường. Đấy, cái nền này, cái avatar có vẻ avatar hiếm đấy. Nào, tiếp vào, ui xùi súng tình yêu, AWM tình yêu quy bắp. Nào, quay tích cực quay tay vận may chưa tới và bom keo trái tim. Cái bom keo này cũng ra được 2 năm rồi phải. Đấy, không biết là ra năm ngoái, ra năm kia, tôi nhớ ra năm kia. Ui xùi katana tình yêu, thanh katana còn không có hiệu ứng. Và như vậy là còn mỗi cái hành động, như vậy là còn mỗi cái hành động thôi. Và hành động là bao nhiêu đây? Ui xùi, 799 kim cương à? Và lại phải làm tí nạp thêm thẻ và rồi. Và anh em có thể qua riaki.net để có thể gọi là kiếm tí kim cương nhá. Đấy, ok, mình vừa mới nạp vào thêm. Ui xùi, 799 kim cương, hành động tan nát trái tim, vui phết. Nên là cái hành động này công nhận là hành động này công nhận xịn giòn bò. Và hành động này phải nói với anh em nó gọi là đỉnh của chóp đấy. Và hành động này nó rất đáng đồng tiền để mua, đáng đồng tiền bắt gạo, không phải đơn giản đâu. Em đáng đồng tiền bắt gạo đấy. Sở một quả hành động kiểu đi tỏ tình hết được chấm. Cái hành động này nó sẽ nằm trung bộ với cả cái hành động thả tim đấy. Thả tim mà người ta từ chối thì vỡ tim luôn. Ok, vào giả bot, làm tí giả bot gọi là thử thách à? Tại vì nhiều anh em kêu là thử thách sử dụng nhân vật Primit hay là chúng ta gọi nhân vật Adam ấy. Đấy, không skin đấy, vào chỉ biểu diễn gọi là hành động thôi. Đấy, được chưa? Có chưa? Team mình có 3 người à? Thật hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Toang rồi, toang thế nhở? Thôi toang rồi, thôi quả này vỡ team thật sự anh em ạ. Ôi, thôi xong rồi. Và kỹ năng nhân vật thì không mang, skin súng thì không có. Và bây giờ lại dính thêm quả, lại team 3 người nữa. Thôi toang, 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 toang. Nào, gấu tuyết nào. Cái gì đây? Coca Nam, cố lên các bạn ơi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Và lại mang sức mạnh của một con boss rồi. Toang anh em ạ, không một kỹ năng nhân vật. Làm sao? Một thằng vào đầu. Tao vẫn còn kỹ năng 145k. Đấy, kỹ năng 145k thì vẫn còn anh em nhá. Ui giời, hết thoạt. Té ngay. Hồi máu. Ui ôi. Gì đấy bạn ơi? Từ, chưa kịp hồi máu mà. Ui rồi ôi. Thì mình còn mỗi team nó có một thằng thôi kìa. Đây này, nó đây để tôi chỉ điểm cho. Phát hiện kẻ địch. Đấy, kẻ địch ở đây. Thôi bạn ơi, đứng. Thằng kia, thằng áo đen nhá. Thằng áo đen nhá, mày sẽ phải trả giá. Thằng áo đen, thằng áo đen, bắn nó đi bạn ơi. Coca Nam hay lắm. AFK đạt à, đạt 127 à. Đạt với chúng tôi à, đạt với chúng tôi. Toang thế nhở. Và một trận đấu team mình có 3 người. Mình không mang skin súng, không mang kỹ năng nhân vật. Ôi này, người còn đúng cái nịt mà mang đúng cái hành động thả tim. Rồi gãy rồi, khóc thật sự rồi. À, khóc thật rồi, khóc đùa rồi. À, tan nát trái tim thật sự toang. Đấy, ok thôi cứ bám theo đồng đội thôi. Đấy, tầm này là thương nhau mà sống, mà thông nhau mà sướng thôi anh em. Đấy, ok. Chờ mình bạn Coca Nam với thằng gấu tuyết đi lẻ chết này. Gấu tuyết đi lẻ để chết như một con cờ hó này. Đấy, con gấu tuyết và đặt cái tên là thấy nghe nó gọi là không uy tín rồi. Đấy, đi một mình lại chết như cờ hó này. Đấy, ok con dê đấy. Coca Nam đấy, nói sai đâu. Thế lại thành 2-4. Đấy, 2-4, làm sao một thằng ở hai thằng. Ui, ông Coca Nam này có vẻ nó chơi súng M500 này. Ui, có vẻ uy tín này. Làm sao, ui, tôi xong rồi. Mà đau thế nhở? Cứu, cứu bạn ơi, cứu. Cứu bạn, thôi sao. Toang lại thằng AFK đạt 127. Ui thằng đạt nha.
Đấy, hay lắm. Rồi, bạn đã húp Groza của mình rồi. Của bạn Tất. Đấy, của bạn Tất, cân 4 bạn ơi. Cân 4 bạn ơi. Ui hay quá. Một thằng đấy bắn nó phải như thế chứ. Bắn nó phải uy tín đấy. Bắn trông cũng không ra gì nhưng mà trông cũng uy tín anh em ạ. Bắn trông hơi chậm chậm. Ôi giời hay quá. Ngon rồi. Ôi thế thằng địch này bị ngáo rồi. Ôi giời địch nàng không biết ông này bắn ở đâu ạ. À. Địch ngáo thật đấy. Ông này ông mang toàn kỹ năng hồi máu ạ. À. Vãi trưởng, ông mang con A124 à ở đây đúng rồi, A124. Ông mang con cái gì nhỉ? Con Miguel, ông mang con Maxim ạ. À. Vâng, thanh niên mang toàn kỹ năng hồi máu, thanh niên chắc có xem kênh của Dia Gaming. Đấy, combo hồi máu phá chạo. À, ok. Đấy bạn ơi, trả mình gấu Rosa bạn ơi. Trả mình gấu Rosa đi, trả mình đi. Nó không trả gấu Rosa anh em ạ. Ôi giời, bố ăn vạ, bố làm mày ăn vạ, bố không thi đấu nữa. À, bố quyết định là nằm đây ăn vạ vì địch nó không trả skin súng. Cay thế nhở. À, trả mình gấu Rosa, bạn thiếu đi tiền, bạn vừa cân 4 nhà bạn thiếu đi tiền. Đấy, trả bố gấu của Rosa đây. Ôi giời, bố nằm đây bố ăn vạ thế này. Rồi, nhưng mà địch nó lại không đồng ý chuyện đấy anh em ạ. Thôi mình lại vẫn phải thi đấu tiếp. Nào, trận này gánh team hơn gì nữa. Trận này bật chế độ gánh team, bật mốt gánh team. À đây rồi, đây rồi. À, mày chết, à, mày gặp chúa tể đam vàng, ông hoàng phá giáp rồi. Mày chết, chết ngay. À, con này lại ngáo. Ui. Và kia, Coca Nam, cứu. Coca Nam, con gấu tuyết, cứu đi các bạn ơi. Cứu tội hay quá, lại hết thoạt rồi. Hay quá rồi. Ôi, trận đấu quá căng thẳng luôn. Các bạn team mình có 3 người. À, mình bắn nó còn ngáo, mình không mang cái gì cả, không có kỹ năng nhân vật, không có skin súng. À, trời ơi, cái quẳng què gì đây? Đang định làm quả thử thách tự đưa mình vào trong một cái thế rất óc chó. Đấy, bạn bắn nó tử tế nhá. Đấy, thả tim. À, thả tim này mới chất lượng à. À, dậy dậy. Nằm kiểu đúng kiểu ăn vạ, kiểu đúng kiểu trẻ con cấp 1 ăn vạ. Thề luôn. Không biết là nhiều anh em mà hay ăn vạ kiểu này không. Tôi biết là nhiều ông đang xem trên kênh hay ăn vạ kiểu này lắm, thật luôn. À, một pha đẩy lên đến vị trí của Rika Khịa nào. À, Rika Khịa. Ngày xưa tôi đặt tên Rika Khịa, thời gian tên đấy nổi tiếng phết. À, Rika Khịa. Nha, bây giờ tôi ít cà khịa rồi anh em ạ, vì anh em biết vì sao không? À, cà khịa một chút thì vui, mà cà khịa nhiều quá thì rùi cui vào mồm. À, đơn giản đấy thôi, cà khịa nhiều thì rùi cui bay vào mồm thôi, chứ còn cũng không có cái gì gọi là lạ cả. À, đẩy lên, một pha đẩy lên đến vị trí của Rikaki, Schemer gà nhất Việt Nam. Một pha bay lên hợp lý như một quả bí. Mày nấp đấy đúng không? Ok, nấp đi rồi. Mày nấp đấy đúng không? Một thằng ui rồi hết choạt. Ai, cô Khả Nam hoảng rồi, không sao, mình sẽ cứu bạn. Đấy, mặc dù mình đi hơi chậm. Đấy, thằng kia nó không phát hiện ra tôi anh em ạ. Ui rồi vẫn cứu được kìa, hợp lý nhưng mà có bí luôn. Bắn này gọi là hợp lý quá, đấy, gọi là quá hợp lý. Đấy, không thể nào chê vào đâu được. Đấy, ok. À, con này à, cho quả liệu. Ném nhầm liệu khói anh em ạ. Đây, liệu này mới hợp lý này. Đứng đấy làm gì? Nổ. Ui xồi ôi. Đứng đấy làm gì? Cờ cá ha ha. Địch còn một thằng thôi. Trận này win chặt. Đấy. À đây ơi. Đúng cái skin súng mình có mang theo. Triple kill đến vị trí của Rikaki Gaming. Đấy. Đúng skin súng mình có mang theo. Lại hợp lý. Lại phủ lý rồi. Nó lại là hợp lý. M1887. Ok. Coca Nam. Bạn càng bắn mẹ lại càng bắn kém đi thế nào? Coca Nam gánh tim làm sao cho viên vào đầu. Ui vuốt tâm thế mà không chết ạ. À. Nào chạy ở đây cậu vuốt cho phát nữa. Bò nít rồi. À đây. Bò. Ui ôi, một viên vào đầu. Không phun nam đỏ. Con gấu tuyết cố lên bạn ơi. Con gấu tuyết. Đấy, gấu tuyết bắn nhau rồi. Hay quá. Thế là bu văn nha. Thế là Buya vẫn vỡ tim. Ok, ở trong tháng này nhiều anh em hỏi là có shop huyền bí hay không. Thì tháng này thì mình không biết, nhưng tháng sau thì 99,69% là sẽ có shop huyền bí nhá. Anh chàng Ma Gamer OFC ở bên server nước ngoài đã có hé lộ shop huyền bí Assassin's Creed. Đây là shop huyền bí của tháng sau. Thì cái này nó là cái shop huyền bí này nó sẽ có hai thứ. Một là cái nắm đấm. À không phải nắm đấm, đây là cái phi đao. Đấy, đây là cái skin của cái phi đao cộng thêm với cả cái skin của cái bộ Ezio. Đây là cái một cái nhân vật ở trong phim Assassin's Creed. Đấy, thì nó sẽ có hai vật phẩm và không thấy có thẻ vũ cực ở trong này. Đấy, cái này là cái phi đao Hunter Blade. À, đẹp không? Đấy, trông bé xinh thôi nhưng mà thôi cũng được.
Đấy thì đây là sẽ là cái thẻ vô cực, đây là sẽ là cái shop huyền bí ở tháng sau. Thì không biết là cái này thông tin này nó phải thông tin xác thực 100% hay không. Nhưng cái này thì tôi cũng không dám chắc lắm, nhưng mà khả năng là 99.69% là sẽ có cái shop huyền bí này. Đấy, khả năng cao là sẽ có cái shop huyền bí này. Thế nên anh em cứ chờ thôi. Đấy, còn cái shop huyền bí của tháng tới ấy, thì khả năng cao là không có thẻ vô cực, tại vì cái thẻ vô cực của tháng tới là nó sẽ có hành động đấy, nên là nó sẽ không có. Còn nếu mà tất nhiên là cái đấy tùy server thôi, có thể là server các server khác thì họ không có, server Việt Nam chúng ta lại có thì sao đấy, thì chúng ta cũng nắm được thông tin như vậy để chúng ta biết. Thì cái thẻ vô cực, cái shop huyền bí tiếp tháng tiếp theo nó sẽ rơi vào khoảng giữa tháng 3 cơ, còn tháng này thì tôi không biết. Đấy, tháng này thì tôi sợ là khả năng cao là không có, vì chúng ta vừa có một thẻ vô cực xong, chúng ta vừa có một cái shop huyền bí xong đấy. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại mình một like và subscribe để đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.